Mình xin chào tất cả các bạn đã đến với góc biết gia đình Lê Gia. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn cái cách mà để luộc mì spaghetti và cái phương pháp luộc thì mình sẽ vừa sử dụng cái liu này, mình sử dụng cái hiệu này nha các. Còn ngoài ra các bạn muốn sử dụng cái hiệu dầu nào ở nhà có tận dụng cũng được nha các bạn. Xin chào tất cả các bạn, hôm nay thì mình sẽ cùng các bạn chia sẻ với cái bí quyết làm mì spaghetti sốt phô mai bột. Thì mình sử dụng đó là một bịch mì này và không thiếu thành phần đó là thịt ba loại xông khói phô mai bột. Thì mình sử dụng hiệu này nha các bạn, hiệu này thì mình cảm thấy là nó ngon này, và không thiếu cái phần kem là mình dùng whipping cream của Enjoy nha các bạn. Và mình sử dụng cái dầu ô liu. Các bạn ở nhà nếu không có dầu ô liu các bạn sử dụng dầu thường cũng được, nhưng mà nếu như mà làm cái món này thì dầu ô liu á nó sẽ ngon và thơm hơn nha các bạn. Sau đây mình sẽ mời các bạn cùng mình vào bếp làm mì spaghetti sốt phô mai bột nhé các bạn. Trước khi mà chúng ta tiến hành luộc mì các bạn thì chúng ta chuẩn bị một cái chảo nha, hoặc là cái nồi lớn đổ nước vào chúng ta nấu. Đây là khoảng tầm 1 lít nước này các bạn, thì mình sẽ đổ 2 lít nước nha. Mình sẽ đổ 2 lít nước vào đây. Đây thêm 1 lít nước nữa là mình nấu mì. Thì là sôi rồi mình mới bỏ mì vô và cho miếng dầu vô mình nấu. Thì bây giờ mình với các bạn cùng tiến hành làm nha. Cái lò này mình sẽ nấu nước sôi rồi mình mới bỏ mì vô nha các bạn. Mình bắt bếp lên và mình nấu. Trong quá trình mà nấu nước á, thì chúng ta đậy nắp lại cho nó mau sôi nha. Rồi xông khói ra nha các bạn. Trước khi mình làm thì mình sẽ lót một cái khăn ở dưới cái tấm thớt như thế này nè. Và mình sẽ lấy ba loại ra. Ba loại xông khói hiện này nè, mình sẽ đó mình sẽ cắt từng miếng ra. Cắt từng miếng ba loại ra để mình cắt các bạn. Rồi mình sẽ cắt thành nhỏ như thế này. Tùy theo gia đình mình ăn mình muốn cắt sao mình cắt nha các bạn. Tùy theo khẩu vị của gia đình mình đó. Cắt thanh lớn hoặc thanh nhỏ gì cũng tùy cho mình. Cắt sao cho nó đẹp là được rồi. Mình sẽ đẩy một bên. Bây giờ nước sôi rồi các bạn, thì mình bỏ mì vô nữa các bạn. Mình sẽ cho vô đây một tí dầu ô liu nha các bạn. Đổ vô nước để mình trộn mì, cắt cái bịch mì này ra. Mình sẽ cầm một khấm như này mình để vô hết luôn nha các bạn. Mà để từ từ cho nó mềm lại, hoặc là mình thả xuống nha. Là một lát tự cái mì nó sẽ rủ xuống nước và nó sẽ ngâm ngập nước luôn nha. Mì phải cho qua ngập nước nha các bạn, thì lúc đó sợi mì của mình nó mới chín đều được nha. Sau khi bỏ mì vô rồi mình lấy cái đũa mình xoay vòng như này, mì nó sẽ tự rớt xuống, các bạn thấy chưa? Mì của mình không? Ngập nước luôn. Để ngập nước mì của mình nó mong nha. Thì bây giờ mình sẽ hạ đổ xuống mình nấu. Khi nào mình cảm thấy cái sợi mì của mình nó mềm á, khi mình dớt lên á, mình cảm thấy là cái sợi mì, hai sợi mì của mình nó song song nhau thì giờ nó còn cứng nhắc nè. Mình dớt lên nó còn cứng phải không? Khi mà mình dớt lên hai sợi mì của mình nó song song nhau á, thì lúc đó mì của mình đã chín rồi đó các bạn. Mình nấu đến khi mà mì chín rồi, lúc đó mình sẽ quay lại cho các bạn xem. Bây giờ mì của mình nó đều lắm rồi, cho nó ngập nước như thế này. Mì của mình nó ngon nha các bạn. Phần ba rọi của mình cũng đã sắc xong rồi đó các bạn, thì mình để một bên nha. Bây giờ mình tiến hành làm sốt nha. Và cái trứng vào đây trước nha các bạn, và sẽ dùng một cây quýt này để nắp mình đánh sốt lên. Đây là trứng của mình đây, ba quả trứng, một bịch phô mai, tiêu, muối để cho mặn mặn các bạn, và không thiếu cái phần whipping cream này nha các bạn. Trước tiên thì mình sẽ đập trứng ra, mình lấy lòng đỏ trứng nha các bạn. Mình sẽ bỏ lên để lột mình. Mình sẽ đánh trứng trước, đánh trứng cho nó tan đều hết, sau đó mình mới bỏ bột phô mai vào nhé các bạn, để cho phô mai của mình không có bị nó bục nha các bạn. Sốt này cũng khó đánh lắm, nhưng mà nếu mình đánh mềm tay rồi thì sốt nó sẽ sập, sập nó mình nó có bị quấn bục. Sau khi mình đặt trứng xong rồi mình dùng cái quýt mình đánh lên nha các bạn, đánh lên cho cái trứng của mình nó sập á. Mì của mình nấu á các bạn, lâu lâu mình đảo mì cho mì của mình nó đều chín đều nha các bạn, cái để nó quấn bục lại á, thì những cái sợi mì nó mất ở trong á nó lại không chín nha. Thì của mình sắp chín nằm khoảng tầm chừng 5 phút nữa là mình dớt mì ra nha. Đánh trứng cho nó đều luôn vậy nè các bạn. Vậy là xong rồi nè. Mình sẽ bỏ tiếp theo, mình sẽ bỏ muối với lại tiêu với phô mai bột vào. Đánh đều lắm. Các bạn đánh sốt đó, các bạn lưu ý đánh bằng cái cổ tay thôi, chứ không phải bằng cái cánh tay của mình nha. Mình lấy cái cổ tay mình xoay đều vậy nè. Mình cắt phô mai bột ra mình bỏ luôn. Mình bỏ trong cái như thế này. Bỏ từ từ vào. Rồi, và đánh lên. Cái cổ tay của mình nó là 7 giờ, xoay cái tay cho cánh tay nè, xoay cái cổ tay là trước các bạn đánh sót á, mà các bạn xoay cái cánh tay luôn á là các bạn lại xoay cái cổ tay.
Sau khi mà sót phô mai mình đổ vô nó hòa quyện với lại trứng vào đó một lát, mình sẽ đổ cái kem cho này vô. Sau đó thì mình sẽ đắp tiệm tay luôn nha. Khi mình đổ cái hồng huyết viên viên đó, kem cho nó vô là mình đắp tiệm tay luôn. Các bạn ơi, mì của mình chín rồi nè các bạn. Khi mình vớt ra sợi mì của mình, khi mà mình biết cái sợi mì của mình chín chưa thì mình sẽ thử theo một cái phương pháp như thế này, là mình dở một cái sợi mì trong đây ra, nó song song nè, nó song song, sợi mì nó song song như thế này nè, là mì của mình đã chín rồi nha. Bây giờ mình sẽ vớt mì ra nha các bạn, để cho các bạn xem nha. Khi mình vớt một con mì lên thì nó song song, hai sợi mì nó song song nhau vậy nè, thì lúc đó là mì của mình đã chín rồi đó. Bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị một cái rổ nè các bạn, cái rổ để mà mình để kê một cái gì ở dưới để nó hứng nước chảy khi mà mình rớt vớt mì ra đó, thì mình sẽ lấy một cái rổ một cái giá nè, mình vớt mì ra thôi. Bạn cứ để về mình dắt ra để cho nó ráo nước, cái lần bỏ lên mình xào. Mình dùng với lại thịt ba loại xông khói nha, mình xào với sốt phô mai bột á, là mình làm mì spaghetti sốt phô mai bột các bạn ngon lắm. Mì cũng nè, sợi mì của mình nè, mình để cho ráo nha, phần chuẩn bị nguyên liệu mình xào. Sau khi bột phô mai bột mình đã đánh đều với lại trứng các bạn, thì bây giờ mình sẽ đổ cái whipping cream vào ha. Mình đổ whipping cream vào, mình sẽ đánh cho nó tan luôn, tan mà nó mịn đó. Trong cái hỗn hợp này thì mình đã cho muối vào và các bạn, muối và tiêu với lại lòng đỏ trứng, sau đó mình đánh hòa việc tan hết với lòng đỏ trứng với lại phô mai bột rồi thì mình sẽ chế whipping cream vào, mình đánh tiếp, mình đánh đến khi nào mà cái sốt này của mình nó sạch, mình cảm thấy nó đều tay rồi thì không có đánh nữa nha. Mình đánh đều tay lên các bạn, xoay nó lại cho nó xuống, kéo nó xuống rồi mình đánh sốt. Lưu ý các bạn nhớ nha, mình đánh theo một chiều thôi, đánh chiều nào thì đánh một chiều đó thôi, đừng có xoay. Mà nhớ dùng cái cổ tay nè, cổ tay mình đánh chứ mình không có dùng cái cánh tay ở đây là cái cổ tay này, mình dùng cái cổ tay mình xoay thôi. Và lúc đó mình sẽ rê theo cái tô á, mình sẽ rê theo cái hướng của mình đánh đó. Cái đánh sốt rất là quan trọng nha các bạn, đánh mịn hay không là cái món mì spaghetti sốt phô mai này mịn ngon hay không là nhờ cái sốt này nè, là các bạn cố gắng các bạn đánh đều tay nha. Thì cái nguyên liệu mà mình chế biến sốt á đã hoàn thành rồi các bạn, thì bây giờ mình sẽ tiến hành để mà mình xào mì nha. Chúc các bạn thành công khi mà các bạn đánh sốt này á, nó sánh sệt mà nó mịn không bị óc trâu nha. Mì mình cũng đã luộc và mình để ráo rồi các bạn, thì bây giờ mình sẽ cho dầu vào để mình xào cái ba loại xanh khói trước nha, cho một tí dầu liu vào. Ít thôi các bạn, tại vì khi mà ba loại nó ra mỡ nên là mình cho ít thôi. Sau khi mình thấy dầu nó đã hơi nóng nóng rồi, mình xanh khói vào mình đảo cho các bạn. Mình đảo thấy cái ba loại của mình nó hơi vàng vàng chút xíu là mình vớt ra nha. Nếu ba loại của mình hơi vàng chút xíu mình vớt ra, lúc đó mình sẽ phần mì vào. Cái quy trình mà mình làm mì á các bạn, xào mì á các bạn, thì mình sẽ làm cho cái ba loại này nó hơi vàng chút xíu nè. Sau đó thì mình sẽ vớt ba loại ra, mình chế bớt dầu ở trong cái chảo này ra, rồi mình sẽ bỏ hết phần mì của mình đã luộc rồi nè, mình bỏ ra mình xào. Mình xào mì cho nó nóng lên, sau đó thì mình sẽ tắt bếp nha các bạn. Mình không có để lửa lớn khi mình đổ cái phần sốt của mình vào. Đây nè, phần sốt của mình đã trộn sẵn rồi nè, mình đánh sẵn hết rồi đó. Khi mà mình đổ sốt vào thì mình sẽ tắt bếp nha, mình không được để lửa nha. Tại vì khi mà whipping cream á nó tiếp xúc với lại lửa thì nó sẽ bị đóng óc trâu nha, do đó các bạn lưu ý nha. Ba loại này nó dễ tắt dầu lắm nên các bạn mở lửa lớn cho ba loại mình nó chín xong rồi mình sẽ vớt sang nha. Phần ba rọi của mình như đây là vừa rồi nè các bạn, mình vớt ra ha, vớt ba rọi ra. Thì trước tiên mình sẽ bắt cái dầu lên rồi mình cho cái miếng dầu liu vào nha, ít thôi các bạn, tại vì trong cái thịt ba rọi xanh khói đã có rồi. Sau đó thì mình đổ hết cái phần mì vào nha, mình trộn đều nha. Trộn đều như thế này nè. Có điều mình tìm thấy bạn thì mình có cái loại mình cho phần đó. Mình đổ hết cái phần ba loại của mình hồi nãy mình xào vào luôn. Đó thì nó thấy nó thật thật. Nó thì phải được là trộn đều đó. Gracias.
trộn ra, trộn ra cho nó đều. Trộn cái này là cái phương pháp trộn là phải trộn đều tay nhé bạn, chứ không là cái nó bị hỗn cục á, phải trộn đều tay lên thì nó sốt nó mới đều. Cái này mình tắt bếp rồi thì mình không có sợ là sốt của mình có bị hỗn cục nữa, tại vì thấy sốt của mình, mềm của mình nè. Sốt mịn nha, không có quấn cục luôn các bạn thấy không? Mềm của mình khi mình đã làm sốt phô mai bột với lại cái tinh riêng này nè. Sốt của mình sao mịn luôn nha các bạn. Đây, mình dỡ lên cho bạn xem. Khi mà ta tiện các bạn ăn nó cũng nóng vậy mà nó ngon, cái nhà các bạn ăn cũng nóng vậy mà nó ngon. Thì khẩu phần ăn của một người á thì khoảng là 200 đến 300 gram nha. Đó, các bạn tùy các bạn khẩu vị nhà các bạn ăn như thế nào á, các bạn sẽ làm. Mình thì mình làm cho con mình ăn, nó thích, con mình thích ăn cái này lắm nên thành ra là mình làm dĩa đầy cho bé nó ăn. Đây là dĩa mì mình đã hoàn thành rồi nè các bạn. Các bạn xem tham khảo nhé, chia sẻ cái bí quyết để xào mì macaroni phô mai bột với lại whipping cream á, sốt phô mai bột á, các bạn tham khảo mà làm cho gia đình của mình nha. Đây, các bạn thấy sốt của mình không? Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn vào các video tiếp theo. Nếu cái video này cảm thấy hay, các bạn nhớ nhấn nút đăng ký để tạo động lực cho mình làm các video tiếp theo nha. Xin thân ái chào tạm biệt.